Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc chiếc váy này bằng cách vẽ chát. Chiếc váy này là có một bạn nhờ mình hướng dẫn, nhưng bây giờ mình mới thực hiện được. Chúng ta sẽ bắt đầu móc từ cổ áo xuống và móc hai mảnh, thân trước và thân sau đó nối chúng lại với nhau. Bắt đầu nhé! Mình dùng sợi 1mm, với size M các bạn lấy 44 mũi móc xích, size L lấy 55 mũi. Chỗ nào đầu hàng các bạn thay mũi ép bằng 2 mũi móc xích nha. Mình móc hai hàng không tăng không giảm, sau đó mở rộng phần cổ ra. Đến hàng 9 không tăng nữa, từ hàng 9 móc xuống hàng 17 là xong phần cổ. Đến hàng 18 các bạn bắt đầu chiết nách. Đến hàng 25 thì kết thúc phần chiết nách, các bạn nối hai miếng với nhau ở giữa ngực. Lúc này các bạn đo được, hai miếng ghép lại sẽ bằng vòng ngực chia 2. Nếu muốn rộng hơn thì các bạn có thể thêm 1 đến 2 hàng chiết nách sau khi nối nữa nha. Đó là mảnh trước, mảnh sau các bạn nối từ hàng 8. Mặt trước các bạn móc 17 hàng rồi bắt đầu chiết nách. Mặt sau các bạn móc 21 hàng sau đó mới chiết nách nha. Tức là mặt sau sẽ hơn mặt trước 4 hàng ở chỗ hàng 10 đến 17 ý. Sau đó về sau hai mảnh móc như nhau nhé. Sau khi chiết nách các bạn giảm mũi để tạo eo. Kết thúc trang này là 39 hàng. Các bạn đo lên người. Từ vai xuống trên rốn 2cm là ok nha. Đây là chân váy. Các bạn tăng mũi đều đặn để tạo độ xòe cho váy. Nhìn vào đây các bạn móc từ hàng 40 đến 50 là xong một lượt tăng. Các bạn lặp lại tương tự với hàng 51 đến 61. Và cứ như thế mình móc đến 86 hàng hoặc đến độ dài vừa ý các bạn thì sang móc phần đuôi váy. Đôi váy không có gì đặc biệt, các bạn móc như chát là được. Còn đây là tay áo. Có một điểm mình muốn lưu ý với các bạn. Ở nách và cổ mình cần mở rộng nhanh hơn nên sau khi tăng được 5 mũi là mình đã thêm cụm. Còn ở thân áo và tay áo mình mở rộng ít hơn nên tăng được 7 mũi mình mới thêm một cụm. Các bạn lưu ý nhé. Thank you.
Cảm ơn các bạn đã xem đến hết video của mình. Chúc các bạn móc váy thành công nha!